Bin, mình đang đi đâu đấy? Đang đi về. Đi về đâu? Về ông ngoại. Về ông ngoại hả? Về ông ngoại đi hẳn máy bay trực thăng cơ à? Sắp đến nhà ông ngoại chưa? Chưa, sắp đến. Bin không bị say máy bay à? Rồi. Ra uống bia, ra uống rượu, về. Về ông ngoại. Về ông ngoại ăn cơm gì? Về. Về ông ngoại ăn cơm gì? Say quá, không về giờ. Say quá là không được lái máy bay đâu. Đi là gặp công an ấy. Công an bắt chết. Đi về. Ừ không, say rượu bây giờ phải đi ngủ xong rồi mới về được. Tha khơ chơ mơ tua chiếu, rồi hô sô khơ chiếu chơ bù nâng khai phê chi nâ, yào bù chính trá hơi choa ní nâ, xôi tha sô tẳng yi xia, tha sôi chào. Rồi. Máy bay hịn quá. Anh đi ngồi xuống nào. Thôi bây giờ đi lái ô tô nhỉ. Mu Trần. Ok. Ok. Ôi giời. Kệ em, không sao. Ăn cơm nhăm. Ăn nhăm. Ừ, nhăm.